Em thanh lý bộ dàn trung Victor BX5. Dàn này gồm có 4 thất rời. Điện vào ok, CD thì không đọc, kèm theo lo. Lo của nó rất là độc đáo với hai cái trung phía trước. Cái này là chép hay trung thì em không biết, nhưng mà phía sau nó còn một cái lo súp nằm ở trong lo. Thì bây giờ em ngược xuống giùm chị. Lưới lo rất là đẹp nha. Lưới lo là khỏi chơi rồi. Lưới lo rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ coi mặt sau nha. Lo đánh hai cầu, 4 đường tiếng, sơ đồ mạch của ghim dây lo. Mở cái nắp này ra có những con ốc. Mở cái nắp ra thì có một củ lo bát bê lớn nha, nằm phía trong. Củ lo bằng mặt lo, cái súp đánh cực kỳ lực. Cái bát phía trong mình có thể là gọi là cái súp đều được. Lo rất là nặng, bao nặng luôn. Lưới lo đẹp. Hình thức nguyên bản, nguyên zin. Chỗ em không có thợ nên các anh đừng lăn tăn là tại sao em không sửa bán. Em có thợ em cũng không sửa nữa, tại vì bên em bán hàng là nguyên bản nguyên zin, bên em là tuyệt đối không có thợ và tất cả hàng đều không sửa, nguyên zin bán cho các anh. Bốn thất này thì CD nó không đọc, nó đô đít, còn lại là hoạt động ok, nhưng mà nó bị hở dạng chuyện giờ nó hở chạm lo hay sao, ghim lo vô nó nghe tè 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 tè, nên các anh về xử lý nha. Em đang bán mù giá bán như cặp lo, lỗ mất dịp luôn, nên đừng trả giá. Cái nào thanh lý là cái đó lỗ, thật khẳng định, thật thật sự giá bán như giá cặp lo thôi. Nên cái lo cực kỳ nặng, bao nặng luôn, trên chục ký ha. Cặp lo trên chục ký, quá nặng. Bộ đầu cũng rất là nặng, lo đánh bút, trời ơi cam ly giờ không nổi luôn, khủng khiếp, cam ly nhúng nhích không được. Bộ này kinh khủng nha. Đây là dàn trung rất rời, đủ cáp, điện vào ok. Đây mặt sau nha, thông cảm em không có chụp được do kẹt đồ phía sau. Thanh lý giá 1,8 triệu. Thanh lý giá 1,8 triệu nha. Các anh nào mua hàng thì liên hệ 0931 008 099. Giá bán như cặp lo nha, khẳng định giá bán như cặp lo. Giá bán như cặp lo chỉ là 1,8 triệu mua lo được cái bộ đầu thôi. 0931 008 099, liên hệ đem ship hàng cho mình. Zalo số điện thoại em là một số duy nhất 0931 008 099 nha. Em xin nhắc lại, ship hàng toàn quốc qua bưu điện, cọc 50%, 50% còn lại bưu điện thu hộ. Em ship hàng toàn quốc có cọc máy ship code, không cọc là không ship. Cái này các anh thông cảm, mất công bơm hàng em tội nghiệp. Bây giờ em kết thúc clip test nha. Chiều cao của cái lo này tầm 35 đến 40 cm. Để găng tay cho hình dung, 1, 2, từ 35 đến 40cm chiều cao. Dàn trung thất rời, size tầm 27-28, âm ly chiều ngang là khoảng 27-28 nha. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng về đường kim điện 220 giúp em. Hàng Nhật là điện 100V hết. Nếu nhà có ông áp thì lấy điện 100V, còn không thì có thể mua đổi nguồn để sử dụng nha. Đổi nguồn rẻ lắm, khoảng 200 ngàn là sử dụng ngon lành. Bây giờ em kết thúc clip test, mua hàng cứ liên hệ với em tư vấn cho mình.